Xin chào các bạn, đến với kênh YouTube của công ty G Music. Mình là Nguyễn Thịnh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng loa của hãng BNC Speaker Made in Italia, đó là 18RBX100. Như các bạn đã biết thì BNC Speaker là một hãng loa nổi tiếng trên thế giới, chuyên cung cấp loa rời cho những hãng nổi tiếng như là Nexo, D&B và nhiều hãng trên thế giới khác. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn loa 18RBX100 chuyên sử dụng cho làm sub. Như các bạn có thể thấy, sau khi mở hộp thùng loa ra, chúng ta sẽ thấy một củ loa ở phía bên trong được cover bởi một lớp các tông dày 3 lớp. Phía bên trên được gắn đai có chữ của BNC Speaker. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Hôm nay, củ loa 5 tấc BNC Speaker 18RBX100, khung loa bằng nhôm, loa có công suất từ 1000 đến 2000W. Đây là công suất lý tưởng dành cho loa sub. Độ nhạy của loa ở mức 97 dB, tương đối lớn. Loa có lớp màng sợi thủy tinh, được phủ một lớp chống nước hai mặt trước và sau. Loa có kích thước voi coi là 100mm và được làm bằng vật liệu dây đồng cuốn hai lớp. Loa đáp ứng trong khoảng tần số từ 35 đến 1000 Hz và nhà sản xuất khuyến khích dùng cho loa sub. Vì vật liệu là ferrit, loa có trọng lượng là 12 kg và thông dụng cho các thùng loa có dung tích từ 120 lít. Vâng, và vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn loa sub 18RBX100 đến từ hãng BNC Speaker. Thì các bạn muốn có thêm thông tin, hãy để lại số điện thoại ở dưới comment và liên hệ vào số hotline mình để trên màn hình. Các bạn cũng có thể nhấn nút subscribe để nhận thêm thông tin, thông báo về những video tiếp theo. Mình là Nguyễn Thịnh, xin chào các bạn. We'll be right back.